Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Ngọn sinh năm 1993 và Trần Lê Minh sinh năm 1957 cùng trú tại thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, truy quét chống phá rừng xảy ra tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra tuần tra, truy quét chống phá rừng, ngăn chặn tình trạng đào vận chuyển cây rừng về làm cây cảnh tại tiểu khu 201D thuộc khu vực thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Tổ công tác của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam phát hiện 8 người sử dụng một xe máy cày và 3 xe mô tô có hành vi vận chuyển cây rừng trái phép. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì bị nhóm người này quyết liệt ngăn cản. Sau khi gây án, cả nhóm đối tượng trên đã bỏ lại tang vật vi phạm tại hiện trường và chạy xe máy cày về hướng thôn Thành Tiến, thôn Hòa Thủy thuộc ranh giới hành chính xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Anh Doanh được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Do vết thương nặng nên anh Doanh đã được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị. Vụ việc đã được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.